Quyền Thới Lai cũng vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2024 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2024. Theo đó, tổng thu ngân sách của quyền là hơn 42 tỷ đồng, đạt hơn 5% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hơn 3.800 tỷ đồng, đạt hơn 69% kế hoạch, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích xuống giống dù lúa thu đông đạt gần 104% kế hoạch, Công tác xây dựng nông thôn mới luôn được duy trì và phát huy. Có chính trên 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Chất lượng 18 sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốp 4 sao tiếp tục duy trì tốt. Công tác an sinh xã hội chăm lo hỗ trợ cho các đối tượng luôn được quan tâm, thực hiện đầy đủ kịp thời. Đã giới thiệu và giải quyết việc làm cho 552 lao động, độ bao phủ bảo hiểm y tế hơn 84%. Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo luôn được chỉ đạo sát sao. Trong tháng đã tiếp được 15 lượt xử lý 20 trên 20 đơn. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững.